Viên thông thủy đại, nguyệt quang đồng tử. Kinh văn: Nguyệt quang đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Còn nhớ hằng hà sa kiếp từ trước, có Đức Phật ra đời, hiệu là Thủy Thiên, dạy cho các hàng Bồ Tát tu pháp quán về nước để nhập chánh định. Giảng giải: Nguyệt quang đồng tử nhập đạo khi còn tuổi thiếu niên, Ngài xuất gia khi còn nhỏ tuổi. Tuy nhiên bây giờ, khi Ngài trình bày về viên thông, thì Ngài không còn là một đồng tử nữa, mà là một vị trưởng lão trong hàng Bồ Tát. Đại chúng gọi người là đồng tử vì Ngài nhập đạo khi còn nhỏ tuổi và hoàn toàn thanh tịnh. Ngài Nguyệt quang đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con nhớ. Giảng giải: Nguyệt quang đồng tử nhập dạy cho các hàng Bồ Tát tu pháp quán về nước để nhập chánh định. Ngài tu tập chánh định bằng cách quán tưởng về nước. Kinh văn: Quán sát trong thân, tính nước không xâm đoạt lẫn nhau. Ban đầu từ nước mũi, nước giải cho đến các thứ tân dịch, tinh huyết, đại tiện, nước tiểu, châu lưu trong thân đều cùng một thể tính. Còn quán sát thấy nước trong thân cùng nước trong các biển hương thủy trong quốc độ của Phù Tràng Dương đều không sai biệt. Giảng giải: Quán sát trong thân, tính nước không xâm đoạt lẫn nhau, nó không xung đột lẫn nhau. Ban đầu từ nước mũi, nước giải cho đến quán sát chi tiết các thứ tân dịch, tinh huyết, đại tiện, nước tiểu, châu lưu trong thân đều cùng một thể tính. Nó chảy luân lưu khắp cơ thể, bắt đầu và kết thúc liên tục như chúng luân lưu suốt khắp các bộ phận, bản tính của nước là cùng một thể. Con quán sát thấy nước trong thân cùng nước trong các biển hương thủy trong quốc độ của Phù Tràng Dương đều không sai biệt. Quốc độ của Phù Tràng Vương là chỉ cho nền tảng của núi Tu Di. Tất cả các thứ nước đều có thể tính giống nhau, chẳng có gì khác biệt giữa chúng. Kinh văn: Lúc ấy, ban đầu con mới thành tựu được phép quán này, chỉ thấy được nước, chưa đạt được chỗ không thấy có thân. Giảng giải: Lúc ấy, ban đầu con mới thành tựu được phép quán này, chỉ thấy được nước. Tất cả các thứ nước trong thân con đều hợp nhất thành một, và nước trong thân cùng nước ngoài thế giới cũng hòa thành một. Nhưng con chưa đạt được chỗ không thấy có thân. Con vẫn thấy mình còn có thân. Con chưa chứng được cảnh giới thấy mình chẳng có thân. Kinh văn: Lúc ấy, con là vị tỷ khưu đang ngồi thiền trong thất. Có vị đệ tử kia nhìn qua cửa sổ, thấy trong phòng chỉ toàn nước trong, chứ không thấy gì khác. Giảng giải: Lúc ấy, con là vị tỷ khưu đang ngồi thiền trong thất. Con đang ngồi tọa thiền trong thất, quán tưởng về nước. Có vị đệ tử khi nhìn qua cửa sổ, thấy trong phòng chỉ toàn nước trong, chứ không thấy gì khác. Chú đệ tử chuyên quét sân, lau nhà, nấu ăn, hộ thất cho vị tỷ khưu. Ngày nọ, chú nhìn vào trong thất nhưng chẳng thấy gì ngoài nước đang tràn ngập cả căn phòng. Ngoài nước ra, chẳng thấy gì khác. Kinh văn: Con đang ngồi tọa thiền trong thất, quán dịch. Đồng tử không biết, lấy miếng ngói ném vào trong nước, rơi xuống nước, phát ra tiếng, chú nhìn quanh rồi bỏ đi. Sau khi con xuất định, mới thấy đau tim, như Xá Lợi Phất bị quỷ vi hại đánh. Giảng giải: Đồng tử không biết, lấy miếng ngói ném vào trong nước. Chú đệ tử: Kinh văn: Đồng tử vô tri, rơi xuống nước phát ra tiếng, chú nhìn quanh rồi bỏ đi. Chú đứng đó nhìn quanh một lát và tự hỏi: Thầy mình ngồi thiền trong phòng, tại sao trong phòng ngập đầy nước? Rồi chú ném viên gạch vào trong nước, nhìn quanh rồi bỏ đi.
Sau khi con xuất định mới thấy đau tim, như Xá Lợi Phất bị quỷ vi hại đánh. Nguyệt Quang đồng tử nhớ đến lúc Xá Lợi Phất đang nhập định, có hai con quỷ từ trên không đi đến, một con tên là Vi Hại, một con tên là Phục Hại. Quỷ Vi Hại nói với quỷ Phục Hại: "Nếu ta đánh vào đầu vị sa môn đó thì sao nhỉ? Người đang ngồi thiền đó." Quỷ Phục Hại nói: "Đừng, không nên đánh một vị sa môn. Tốt nhất là không nên quấy rối người đang tu đạo." Sau khi quỷ Phục Hại đi rồi, quỷ Vi Hại không nghe lời khuyên. Nó lấy khúc cây đánh vào đầu Xá Lợi Phất. Khi Xá Lợi Phất xuất định, Ngài nghĩ rằng: "Mình đã chứng quả A-la-hán, mình chẳng còn bệnh, tại sao đầu đau như thế này?" Rồi Ngài đến thưa hỏi Đức Phật chuyện ấy. Đức Phật bảo: "Ông vừa bị quỷ Vi Hại đánh vào đầu, quả báo là nó sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián, tức địa ngục A Tỳ. Sức lực của nó rất mạnh, có thể khiến cho núi Tu Di vỡ đôi. Rất may nhờ ông có định lực, nếu không ông đã bị nát thành bụi." Đó là lý do Xá Lợi Phất bị nhức đầu. Bấy giờ, chú đệ tử của Nguyệt Quang đồng tử ném viên ngói vào trong nước do ông quán, nó lấy khúc cây đánh vào đầu Xá Lợi Phất. Khi Xá Lợi Phất xuất định, Ngài nghĩ rằng kinh văn: "Con tự nghĩ, nay con đã thành bậc A-la-hán, đã lâu không còn bệnh duyên, tại sao hôm nay bỗng dưng đau tim? Phải chăng đã bị thối thất?" Giảng giải: Bồ Tát Nguyệt Quang tự nghĩ, nay con đã thành bậc A-la-hán, đã lâu không còn bệnh duyên, con không mắc bệnh, thế tại sao hôm nay bỗng dưng đau tim? Phải chăng đã bị thối thất? Có phải con đã mất quả vị A-la-hán mà con đã chứng được? Có phải con đã lui sụp sự phát tâm từ ban đầu? Kinh văn. Lúc bấy giờ, chú đệ tử đi đến, kể lại những việc như trước. Con bảo chú rằng, về sau khi nào lại thấy nước trong phòng thì hãy mở cửa, vào trong nước lấy viên ngói ra. Chú đệ tử. Kinh văn. Lúc bấy giờ, chú đệ tử đi đến, kể lại những việc như trước. Con bảo chú rằng, về sau khi nào lại thấy nước trong phòng thì hãy mở cửa, vào trong nước lấy viên ngói ra. Chú đệ tử theo lời con dặn, khi con nhập định, chú thấy viên ngói trong nước rõ ràng. Khi Bồ Tát Nguyệt Quang nhập định, chú đệ tử lại thấy viên ngói trong nước rõ ràng. Chú mở cửa vào lấy viên ngói đi, chú đi vào phòng và nhặt viên ngói ra. Sau khi con xuất định, thân thể bình thường như trước, tim con không còn thấy đau nữa. Kinh văn. Con đã gặp được vô lượng chư Phật, cho đến khi gặp Đức Sơn Hải Tự Tại Thông Dương Như Lai, con mới chứng được không thân, cùng với thể tánh của nước biển Hương Thủy trong mười phương, cùng thể nhập với chân không, chẳng hai, chẳng khác. Nay ở trong Pháp hội của Như Lai, con được danh hiệu là Đồng Chân, được dự vào chúng hội của hàng Bồ Tát. Giảng giải. Con đã gặp được vô lượng chư Phật, cho đến khi gặp Đức Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai. Con tu tập theo pháp quán nước như vậy, trải qua vô số vô lượng chư Như Lai, cho đến khi Đức Phật Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai thị hiện ra đời, con mới chứng được không thân. Đến mức độ trong định khi quán tưởng về nước, con thấy nước ở bên ngoài và nước trong thân con là đồng một thể, và thân con biến mất. Cùng với thể tánh của nước biển Hương Thủy trong mười phương, cùng thể nhập với chân không, chẳng hai, chẳng khác. Khi Bồ Tát Nguyệt Quang thành tựu đại định cho thủy quán, Ngài thấy thể tánh mình đồng nhất với thể tánh của nước. Nay ở trong Pháp hội của Như Lai, con được danh hiệu là Đồng Chân, được dự vào chúng hội của hàng Bồ Tát. Nay đối trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, con công nhận là đồng chân nhập đạo và được dự trong chúng hội của hàng Bồ Tát. Kinh văn. Đức Phật hỏi về viên thông: "Con do quán tánh nước lưu thông thuần một vị, nên chứng được vô sinh nhẫn, viên mãn đạo quả Bồ Đề. Đây là phương pháp thứ nhất." Giảng giải.
Nay Đức Phật hỏi các đệ tử về phương pháp tu tập để đạt viên thông mà họ đã được thành tựu. Con do quán tánh nước lưu thông thuần một vị. Con dùng pháp quán tánh nước về thể tánh của nước, nhận ra tánh nước chỉ thuần một vị châu lưu khắp mọi nơi, nên chứng được vô sinh nhẫn, viên mãn đạo quả bồ đề. Đây là phương pháp thứ nhất. Theo ý kiến của con, quán nước là phương pháp thù thắng nhất. Ha ha ha, 问什么的说呵。